I got the garlic. It's really big. Can you get one more garlic? One more garlic? Yeah. Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh Long's Kitchen. Long ăn từ nãy giờ mà Long quên bấm máy cả nhà. Long ăn nãy giờ cũng gần muốn hết luôn á cả nhà. Trời ơi, buồn dễ sợ chưa? Nãy giờ mà Long quên bấm máy luôn cả nhà, ăn gần hết rồi. Long mời cả nhà cái miếng cá tuna nè. Cá tuna, cái này người ta kêu là cá ngừ á. Cá ngừ cả nhà. Bây giờ Long chấm vô cái miếng sốt nè. Long ăn từ nãy giờ Long tưởng là Long bấm máy rồi cả nhà. Hôm nay Long ăn sushi. Long mời cả nhà ăn sushi nha. Mời cả nhà cắn một miếng nè. Ngon quá cả nhà. Cá tươi ngon lắm. Cái này là đậu nành, kêu là đậu edamame cả nhà. Người ta luộc với nước. Khi nào mà chín ra, người ta để xíu muối vô. Ăn gì nè. Nó ngọt cái trái đậu lắm cả nhà. Nó hiểu cả nhà coi nè. Này vậy nè. Đó, mình chỉ đẩy như vậy nè là nó ra. Vậy đó. Đây. Hy vọng là không có rớt nữa nha. Đó, giống vậy nè cả nhà. Nó thích ăn vậy nè. Nó ngon lắm. Còn cái này là trứng cá cả nhà, trứng cá hồi á. Con ít ăn gì nè. Cái này ăn nó hơi béo béo. Nó hơi mặn mặn của trứng cá nha cả nhà. Ăn sushi á, mỗi cái là phải để hết vô một lần một, nhai một lần một cho nó hết luôn. Nhưng mà có nhiều tiệm á cả nhà, người ta làm cái cuốn á nó bự lắm, phải cắn hai lần nó mới hết, chứ mà để một lần không hết. Miệng to thì hết nhưng mà miệng nhỏ là chắc không hết đâu. Lon là con để phải để hết chưa. Nó béo lắm cả nhà ơi. Còn cái này là gừng nè. Lon mua một hũ gừng để dành luôn. Cái này là cua giả cả nhà, với lại bơ. Nó kêu là California roll á. Còn chấm cho đây một miếng thôi nè. Nãy giờ Long tưởng Long bấm máy rồi. Ok, Long nhìn lại. Hồi nãy giờ Long chưa có bấm máy. Long ăn quá thì ăn luôn. Mà Long order combo thì có 10 miếng cá thôi đó nha. Với lại thêm hai cái trứng cá hồi nữa. Giờ Long chấm trong đây nè. Cái này là chén nước tương với lại wasabi. Còn để wasabi thì cũng nhiều lắm. Mời cả nhà miếng cá hồi nè. Hãy
Còn đây là cái chén súp miso. Cao quá cả nhà không thấy. Nó có cái gông biển trong đây nè cả nhà. Có để nhiều gông biển lắm. Đây là miếng gông biển nè. Để nhiều lắm. Với lại có tàu hũ trong đây nữa. Giòn ngon lắm cả nhà ơi. Này Long order có một phần nhỏ thôi. Bận quá là không có nấu. Cho nên Long order về ăn cho nó nhanh cả nhà. Miếng cá trắng dễ sợ luôn cả nhà. Cái sushi này là hoàn toàn cá sống hết á, không có con nào chín ở đây hết. Lòng mời cả nhà miếng cá này nữa nha. Ăn cái này chắc no tới chiều quá. Cái miếng cá này có cái hành với lại cái gì đen đen trên này cả nhà. Cái hộp như là cái hộp tạc á cả nhà. Còn coi nó có để cái gì trong đây không. Thường sashimi á, người ta sẽ để cái chút xíu của tạc vô trong đây cả nhà. Nhưng mà cái này thì không thấy nha, không có nha. Không có luôn, đây là nguyên cái miếng cá không đó nè. Nó dày như này cả nhà. Chấm cá không à. Cơm ngán quá. Nãy giờ ăn nhiều cơm lắm luôn á. Excuse me, sorry. Cũng phải ăn cho hết. Đâu có bỏ được đâu. Đây là con tôm ngọt. Mùi tạt nó sập lên mũi cả nhà. Lên chừng mấy ngày hết à. Nó không có cay dai dẳng như là ớt của mình. Mấy loại ớt mà cay á, nó cay dai dẳng là một hồi lâu, thật lâu nó mới hết. Còn mùi tạt này á, nó sọc vô mũi chừng mấy giây cái nó hết trơn. Nó rớt luôn nguyên cái này vô trong đây rồi. Cái miếng này là sọc tới não luôn, không có tới mũi nữa. Ăn dở quá cả nhà. Ăn còn nhiêu đây nè.
cá sushi thì Long mua 10 miếng. Nhưng mà Long ăn một hồi đâu 3-4 miếng thì Long mới nhớ là Long không có quay, chưa có bấm máy. Ngon lắm cả nhà ơi. Bữa nào cả nhà có thời gian nhé, chị ăn sushi ngon lắm. Các mấy em nhỏ đi ăn sushi, mấy em nhỏ ăn cá sống cũng được á. Mình mua mấy cái phần cá mà như là lươn, lươn nướng sốt barbecue cả nhà. Mấy ăn mấy cái đó mấy em nó thích lắm á cả nhà. Giòn quá. Còn phải lấy nước uống cái nè. Tiện ghê, ngồi ăn cái bên có cái có tủ lạnh cả nhà. Ăn cái gì là múc cái nấy. Tôi quên em khăn giấy. Phải chùi. Còn uống nước ngọt hay là uống cái gì là cũng kéo cái vạt áo lên cả nhà. Con chùi vòng vòng xung quanh cái miệng của cái lon này cả nhà. Tại vì trong kẻ đây thường á, ở ngoài người ta để bán cả nhà. Bụi á nó dính vô trong đây nè. Mình lấy cái kẻ áo, cái vạt áo mình để vô mình chà cho nó hết cái bụi. Cái này là bia, nhưng mà bia này là bia không độ nha cả nhà. Dành cho mấy chị mẹ bỉm sữa đang cho con bú không có uống có cồn được. Cho nên uống cái này. Uống cái này để nhớ cái hương vị mà uống bia cả nhà. Nó cũng tựa tựa vậy luôn á cả nhà, nhưng mà nó không có cồn gì hết. Cái vị mà uống nó y hệt như bia mình vậy á. Nhưng mà nó không có cồn, không xỉn, không gì hết. Cho con bú bình thường nha. Này mời, Long mời cả nhà nha. Heo này ngon này cả nhà. Parsley mart. Cái heo này uống được. Nó để ở đây nè. Nó để là 0%. Ở đây nè cả nhà. Chói quá chứ cả nhà không thấy. Nhưng mà cái này nó để là 0% nha. 0% alcohol. Không có cồn. Còn mời cả nhà cái nữa nè. Sorry. No quá cả nhà. Ăn hết 10 miếng cá đó với lại 6 miếng này. Rồi thêm 2 miếng trứng cá hồi nữa, rồi húp hết một miếng canh, rồi thêm một chút xíu đậu nữa. Nói chung là cũng nhiều lắm. Còn hai cái này là một hồi là Lon cũng phải là dọn dẹp rồi ai cũng phải ăn hết luôn, chứ hai cái này đâu có bỏ đâu cả nhà. Tại vì bây giờ đang nói lại uống thêm bia không cồn này nữa, từ từ rồi nó mới xuống cơm cả nhà. Quên nữa. Về cả nhà, hai cái trái lựu này á, hồi nãy Long đi mua á, lựu bên đây bán cũng mắc lắm nha. Tại vì trái lựu nó cũng là tốt cho sức khỏe nữa, nhưng mà cái gì thì cũng ăn vừa uống vừa thôi, nó vừa đủ tốt thôi. Nhiều quá cũng không có tốt, mà ít quá thì nó không có đủ như cả nhà. Cho nên cái nào tốt thì mình ăn vừa nhiều, ăn vừa thôi, đừng ăn nhiều quá. Hai trái lựu này là Long mua 6 đồng. Hai trái này nó bự. Nó muốn bự luôn cái mặt của Long vậy đó. Hồi nãy Long đi chợ, Long đi mua bên chợ Mễ á. Long thích đi mua chợ Mễ đó. Đồ ăn, không phải là đồ ăn mà là rau củ quả đó. Bên đó nó bán rẻ hơn so với là siêu thị Mỹ.
Mà hai cái lựu này rất là nặng tay luôn. Hình như là nó để là 3 pound mấy, 4 pound luôn, không nhớ nữa. Mà hai cái này chắc cũng 1 ký mấy, 2 ký cái nhà, nó rất là nặng tay nha. Bự nữa. Oh, ok. Loan nghĩ là cái video ăn sushi, ăn trưa sushi của Loan tới đây là hết rồi nha cả nhà. Loan xin lỗi cả nhà là hồi nãy Loan quên bấm máy cả nhà. Loan ăn gần hết, Loan gần hết đâu được phân nữa. Cái tự nhiên cái Loan mới nhớ là Loan không có bấm máy. Bây giờ cũng kết thúc cái video ăn trưa sushi ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái phần video này của Loan. Chúc cả nhà có một ngày đầu tuần vui vẻ nha. Thank you for watching Loan's Kitchen. Bye bye.